Ok, xin chào mọi người đã quay trở lại với video mới nhất của Chiến Hoàng TV nhé. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người về cái cách phân biệt chim cứu đồ bạc chống vào mái nha. Thì vừa qua mình có ra cái video trong tuần trước á, thì mọi người có đi vào comment á, vào nhận xét rồi có hỏi mình về cái cách phân biệt chống vào mái nó như thế nào. Rất nhiều người hỏi nhưng mà mình trả lời bằng tin nhắn thì nó không có hết được mọi người. Nhiều khi vô còn phải trả lời người này người kia, đâm ra là với lại nó không được kỹ lắm. Thì hôm nay mình làm cái video này là chia sẻ cái kinh nghiệm mình nuôi thôi nha, chia sẻ mình trong thời gian mình nuôi. Rồi nhà mình gần đường á, xe chạy quá ồn quá, mọi người thông cảm nha. Giờ đang rất trưa, 12 giờ mấy rồi. Như cái con của mình đây, là con này là con chim trống nha. Thì cách phân biệt chim trống và mái thì nó đơn giản thôi. Nó con này cũng mình chịu khó để ý tí là sẽ nhận biết thôi. Con này thì nó cũng khó phân biệt đấy, không giống như mấy cái con chim khác nha. Có mấy con chim như chào màu, chòe lửa, chòe than gì đó thì nó dễ phân biệt hơn. Còn con này thì nó khó hơn tí xíu, nhưng mà mình để ý rồi, mình nuôi rồi, mình quen, mình biết. Thì có mấy cái đặc điểm như này. Cái thứ nhất là cái mình trao đổi ngắn gọn nha, để anh em mình dễ hiểu nha, để mọi người dễ hiểu, dễ phân biệt nha. Thì cái thứ nhất là về cái đầu nó của con trống á, sẽ là nó đầu nó to hơn mà nó cũng dài hơn. Anh em cứ để ý nhá. Cái nhiều khi cái màu của nó dựng lên là con trống con mái y nhau hết, mà mình nhìn để ý kỹ cái mặt nó dài hơn. Cái thứ hai nữa, đặc điểm thứ hai nữa là cái mỏ của nó, mỏ con trống cũng dài hơn là con mái. Dài hơn con mái. Đấy, như con này là con của mình, đây là con trống nha. Đấy là cái đặc điểm đầu tiên về cái đầu với mỏ của nó. Rồi cái đặc điểm thứ ba nữa là cái thân của nó đó. Con này nó để trong nó hơi mình ngoái cho mọi người nha. Cái form của nó đó, tức là cái hình của nó là cái dáng của nó. Đấy, nhưng mọi người nhìn thấy nhá, cái dáng của nó là cái con trống nó dài đòn hơn. Chứ còn to nhỏ thì cũng có con to, có con nhỏ nha, chứ không có chính xác đâu. Con to thì thường con to thì nó là trống, nhưng mà to nó phải dài nhá, to mà tròn là dính mái chắc cú luôn rồi đó. Cũng có con mái là nó rất là to, nhưng mà người nó tròn quay à. Đấy là hình dạng về thân hình của nó nha, về cái form của nó nha. Còn cái phần lưng của nó đó, thì nhìn cái phần lưng, phần đuôi của nó, lưng với đuôi, thì mọi người nhìn thấy con trống này không? Đây, con này là con trống nha. À, hình của nó là sẽ nó giống như tôm vậy đó, đuôi nó hơi tôm vậy đó. Lưng nó giống lúc nào cũng vậy nha. Đấy, nó hơi tôm xuống đấy. Đấy là cái đặc điểm thứ ba nha. Còn cái đặc điểm thứ tư, đặc điểm thứ tư nha, là về cái chân của cái con chim trống. Đó, mọi người đây nhìn thấy có con của mình đây không? Con này là con chim trống hót rồi, hót rất nhiều, nhưng mà nó hiện nay nó đang thay lông thôi, đang thay lông, nó chưa có hót. Mình đang bật cái loa nó để nó hót theo, để mình tắt cái đó. Đấy, cái hình về cái hình dạng của cái nó, cái thân của nó ha, cái form của nó. Còn cái chân của nó, nhìn là cái chân nó dài hơn. Không, bây giờ nó hót đó, như cái giọng hót nó là tí nữa mình sẽ nói về cái giọng hót của nó.
Đó, thì cái giọng hót của nó là cái đấy như ở trong loa đó, trong loa đó là cái con, đó là giọng, đó là giọng của con máy nha. Còn nếu cái con mình mới hót này này đấy, con đấy là con ở trong loa là con chim mái hót nha, kêu nha, quắc 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 thì thôi. Còn như con của mình là hồi nãy nó hót rồi đó, đó đấy, nó hót, tí nó hót cho anh em xem đấy. Cái giọng hót của con này là nó nhiều giọng hơn là con mái chỉ có kêu thì thôi, quắc 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 thì thôi. Con này là nó đang thay lông nhưng là nó cũng chưa có căng đâu, chứ thực ra nó hót giờ này kê vậy là nó hót dữ lắm đó, đó thấy không đấy, mọi người thấy 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 nó hót không? Để lát nữa mà đến nó hót xong bắt đầu mình sẽ nói cho mọi người coi. Mình đã bật loa cho cái loa nó kêu theo, tại vì con này nó đang thay lông đó mọi người, đang thay lông được ra là nó chưa có hót lắm đâu, nó chưa có chịu hót lắm. Con nào cũng thế thôi, thay lông là nó hót biết đâu lắm. Nó không hót đó, thì như cái con trong loa mình, trong điện thoại mình bật lên là để nó kêu rồi đó. Cái con nó là con mái nha. Con nó con mái, anh em mà đi ra ngoài chợ mà mua mà thấy, nếu mà con đã con hót rồi đó mà nó đã có con kêu rồi đó thì quắc quắc vậy là thôi đừng đi mua nha. Con nó là con mái, mái chắc cú 100% luôn đấy đó. Con nó là con trống đấy, giọng nó là giọng con trống. Đấy trong đó là giọng trống nha. Con này là trống chắc cú 100%, nếu mà ra tiệm có con nào hot vậy là anh em bắt luôn nha, anh em bắt luôn, đó là trống chắc cú rồi, không phải ăn cái gì nữa. Còn như cái con kêu ban đầu á, con đó là mái chắc cú, không nên bắt. Còn có trường hợp mà nếu mà nó chưa có hót á thì anh em cứ xem năm cái đặc điểm mình mới chỉ á, bốn cái đặc điểm, cái thứ chính là mỏ này, nó chưa, nhiều khi ở tiệm nó chưa có, mới đánh về nó sợ, nó hoảng, nó chưa có kêu đâu nha, nó chưa có kêu, nó chưa có hót thì anh em phải như cái mình chia sẻ đó. Cái thứ nhất là cái đầu mỏ nó dài hơn à, mỏ to dài hơn, đầu to dài hơn đó, hai cái đặc điểm đó. Cái thứ hai là hình dáng, tức là cái bộ dạng của nó, cái thân của nó đó, gọi là cái form đi, form hình của nó đó, là nó sẽ cũng có con là to, cũng có con nhỏ nha. Cái này anh em phải lưu ý, nhưng mà có cái đặc điểm nó khác, nếu mà con to là phải to mà dài nha, à, lưng gù đuôi tôm, à, đó là cái form của nó là trống. Còn cũng có cái con mà nó to, à, nhưng mà có cái điểm này là anh em đừng đến lấy, to mà tròn, à, to tròn, đó là chim mái nha, anh em mà không nên bắt. Bắt về nó kêu quắc 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 thôi, điếc tai ha, à, không hót đâu. Còn cái đặc điểm thứ tư là anh em để ý xem cái chân của nó, chân con trống lúc nào cũng cao hơn, dài cao đòn hơn, à, đó nhìn cái con này là con trống nha, anh em nhìn ra tiệm nó biết liền, dễ nhận biết liền. À, ngoài cái giọng hót ra, nếu không hót thì anh em cứ xem mấy cái đặc điểm đó là anh em bắt ok luôn, khỏi phải phàn nàn gì, lo sợ gì cái trống mái gì hết.
về chắc cú chống liền. Còn những cái con mà nó mỏ nó ngắn, đầu nó tròn nó nhỏ, mỏ ngắn đầu tròn nhỏ, người tròn thân ngắn chân thấp, đó là con mái. Nhưng mà con mái cũng có một cái đặc điểm là có con nó to còn hơn con trống, nhưng mà nó tròn trục trục cả. Nhưng mà cũng có cái con trống á, là nó sẽ nhỏ hơn con khác, nó tùy theo con thôi. Nó cũng có con to con nhỏ, nhưng mà con nhỏ đó mà nó thon dài chân cao, con đó con trống nha anh em nha. Đấy thì hôm nay mình làm cái clip ngắn gọn để chia sẻ cùng anh em đam mê mình chim chóc nuôi á, thì cứ chọn mấy đặc điểm nó bắt nha. Thôi mình xin kết thúc video đấy nha. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh của mình nha. Kết thúc một ngày chỗ này nhà xe nhiều quá, ồn quá.